chạy xong rồi cái mình lụm vô ha. Ồ, nó dạng rồi. Ăn thấy ăn biết mà quen luôn ha. Hai giật máy. Nó vô quá trời. Đây là hai chú vịt nha. À, cậu Năm cũng nuôi từ nhỏ nha. Nó, mỗi lần cho ăn thì nó đi theo ấm nhìn. Rồi nó ăn những cái thức ăn dư thừa. Cái vô theo quá trời. Rồi, ok, mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh ăn lúa miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại nhà cậu Năm Vui, một hồ nuôi ếch ở miền Tây quê mình nha. Thì sáng sớm mình thấy cậu Năm đang cho ếch ăn nên mình qua mình xem và mình quay chia sẻ đến mọi người luôn. Thì hiện tại mình thấy có hai chú vịt cũng hơi lớn rồi nè, rất dễ thương nha. Thì mình nghe nói là hai chú vịt này do cậu Năm nhặt được ở trên sông nên cậu Năm đem về nuôi. Thì hai con vịt này là hai con vịt mái nha cả nhà. Nó rất dạng luôn, nó sống từ nhỏ. Thì mỗi lần cậu Năm cho ăn á thì nó theo cậu Năm á, nó ăn những cái thức ăn dư thừa nè, ăn chung con cá nó lớn luôn các bạn, không cần phải ăn lúa luôn nha. Đó. Có hai chú vịt thôi các bạn. Và đây là cái khung cảnh cái ao nuôi ếch của cậu Năm. Hiện tại giá ếch hôm nay nó cũng có giá các bạn, khoảng 6 mấy ngàn à. Nếu mà xuất đi thì bảo đảm là sẽ có lời rất nhiều nha. Đó. Thì đây là cái ao cá dột nhà cậu Năm nuôi. À, hiện tại thì cậu Năm đang cho ăn á, và thì sẵn tiện hôm nay mình quay hai chú vịt con này mình chia sẻ đến cả nhà luôn. Đó, hai con vịt nó đi theo ổng vậy nè. Ổng cho ăn tới độc cái nó gãi cái nó coi dư bài gạt cái nó ăn các bạn. Đây là lứa ếch này được nhiêu ngày cậu Năm? Ếch này hả? Ừ. Được nhiêu ngày rồi? Hả? 18 ngày. À, lúa ếch này được 18 ngày hả? Ừ. Đó, bên kia là ếch nái các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó theo ổng suốt luôn. Xuồng đi tới đâu thì nó đi theo tới đó. Thì bên trên nó có những cái lưới nè. Lưới này là căng để mà chống những cái con cò các bạn. Cò những con chim á. Xuống nó ăn cá hoặc ăn ếch nha. Hai chú vịt này chắc cũng khoảng nuôi chắc cũng cỡ 2-3 tháng rồi các bạn. Hai vịt này là dạng vịt cò các bạn. Thì cậu Năm nhặt dưới sông á nên cậu Năm đem về cậu Năm thả vô ao này, cậu Năm nuôi luôn. Nhưng mà không cho ăn gì chứ, cho gãi thức ăn cho ếch ăn á. Rồi nó thấy nó ăn nó lớn luôn à. Bên đây là những cái chú cá dồ nè. Đây cậu Năm gãi thức ăn thì nó chạy theo nó ăn như thế này nè. Dồ thì nó quen rồi. Rất là dạng, mình có thể bắt được luôn á. Hai vịt nè. Có khi nào nó lội vậy, bị cá giò nút giò nó không ta? Con vịt này nè. Con vịt này nó lội khi nào bị cá giò nút giò nó không? Vậy nó mới quen rồi phải không? Hai vịt máy. Đó, lụm liền. Đó, thấy không? Hai vịt rất là dạng luôn á. Cậu Hải này nè. Đó, chưa vào, cá vào ăn rồi. Mới bắt ham luôn á. Mỗi lần cho ăn là mình rất dạng. Vô quá thì nó vô luôn các bạn. Cái lứa cá trà này cũng chuẩn bị sức bán lớn rồi nè. Con vịt nó khó, nó ăn đầy bồ diêu luôn các bạn. Kìa, hai con nó ăn đầy bồ diêu luôn á. Đi một vòng vậy là nó no đó.
mình quay coi nó ăn nào, bầu diều nó cứng bầu diều luôn các bạn, nó lên tới cổ luôn. Nó đó, một hồi là hai anh sẽ lên lên bờ, hai anh ghĩa lòng ngon đó. Không kheo nữa. Sáng ăn nữa bao không cô Năm? Một bao gửi. Bao gửi hả? Con thao đó hay gì? Hả? Con thao đó hả? Ờ, một bao gửi á. À. Hiện tại thì ở đây nó có 7 mùng ếch, 6 mùng ếch, 6 mùng ếch con và một cái mùng ếch nái các bạn. Mùng ếch nái này thì ở đằng góc kia, hồi mình sẽ lên quay cho các bạn xem. Ếch nái thì nó cũng hơn 3 tháng à. À, hai chú vịt này ăn no nè, ăn no xong rồi cái không có theo nữa. Đây là chiếc xuồng của cô Năm, hàng ngày đi cho ếch ăn và lôi những con ếch chết đó, thả ra ngoài cho cái giò ăn nha. Rồi để mình ra quay cái mùa ếch nái cho các bạn xem đó. Và đây là những cái hàng bắp mà cô Năm trồng nè, tổ cờ rất là đẹp luôn. Ok nè, lên nè. Đây là cái mùa ếch nái. Ếch nái này bự không nè. Để mình không có xuống cái xuồng, mình quay cận cảnh nó sẽ rõ hơn. Và nó đó, đang kêu đó. Cái mùa này có gần 3.000 con nha các bạn. Thì ếch này cô Năm nói khoảng chừng 20 ngày các bạn, bùng ếch con bên đây nè, chừng 20 ngày. Ủa hai con vịt này nuôi bao lâu rồi cô Năm? Nói chừng hả? Hồi nó nuôi khác rồi mình nuôi khác. Nè 5 tháng chưa? Đâu dữ ra. Chứ bao nhiêu rồi? Chừng tháng gì? Tháng gì hả? Ờ. Hồi lụm dưới sông là nó bự hay nhỏ? Hả? Hồi lụm dưới sông là nó bự hay nhỏ? Trời ơi, bằng có tay hả? Ừ. Tháng mấy ăn thức ăn không mà nó bự vậy đó hả? Ừ. Nay nó theo ông thấy nó dạng quá, tài dạng rồi nè. Xuống đây. Ủa mà trộn thức ăn rồi mày không có ăn là nó đeo giữa rồi. Nó theo ông không, không theo mình, nó thấy mình lạ nó sợ. Vịt đây vịt cò. Cò. À, sáng bao gửi, chiều bao gửi. No đó. Bao á. Vậy đó, 2-3 bao. Nó kêu quá trời kêu luôn. Nái nó chuẩn bị đưa lên mùng rồi. Ngồi rồi, bơi rồi. Mua 20 cái bà. Thì trứng ủ thì 10 mụn. Nay còn nằm đây thì gà ha. Bự. Thì hiện tại con Năm mới vừa cho ăn xong nè. Đó, hai con vịt nó ăn no mà các bạn nhìn thấy cái bộ vịt đó ha. Đó. Hồi nó sẽ lên bờ nó gỉ lông các bạn. À, thì video của mình cũng đến đây là kết thúc ha. Thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye các bạn nha.